Hello, xin chào mọi người, em là Lệ, nhân viên tư vấn của hãng xe máy An Thành Phát Nam Tân Uyên, địa chỉ nằm ở khu phố Khánh Bình, Nam Tân Uyên, Bình Dương. Hôm nay thì em sẽ cập nhật giá xe của dòng xe tay ga cao cấp nhất của Honda nha. Và cũng đang được rất là nhiều anh chị quan tâm ở trong thời điểm này. SH125, SH150i nha. Đây, ở bên cạnh em là phiên bản SH125i. Hiện tại thì đối với bản xe BS này thì cửa hàng em đang hỗ trợ anh chị với mức giá chỉ từ 85 triệu đã bao gồm thuế phí VAT nha. Mình mua gốc dòng xe này thì anh chị chỉ cần đưa trước cho em từ 15 đến 20 triệu là mình có thể nhận xe ngay trong ngày rồi ạ. Còn bên này là hai phiên bản SH đặc biệt, phiên bản đặc biệt nha. Phiên bản đặc biệt SH150i ABS. Hiện tại thì bên cửa hàng em có sẵn xe và cũng có hỗ trợ bán tiền mặt luôn nha. Hiện tại thì cái phiên bản này thì bên cửa hàng em đang hỗ trợ với mức giá là 128 triệu đối với phiên bản màu xám xi măng và 127 triệu đối với lại màu đen nhám nha. Giá đã giảm 3 triệu do với lại đợt đầu tháng nha, nên là anh chị tranh thủ mua sớm để được hỗ trợ giá tốt nhất nha. Giá đã giảm cực kỳ sâu luôn rồi đấy ạ. Đặc biệt là dòng xe này mua góp thì anh chị cũng chỉ cần đứng trước cho em từ 30 đến 35 triệu thôi là em có thể hỗ trợ anh chị lên hồ sơ mua góp nhận xe ngay rồi. Còn đối với lại những phiên bản tiêu chuẩn này thì bên cửa hàng em đang hỗ trợ là với mức giá là 105 triệu đã bao gồm thuế phí VAT đối với loại phiên bản CBS nha. Anh chị mua góp dòng xe này chỉ cần đứng trước cho em từ 25 đến 30 triệu thôi là em có thể hỗ trợ mình lên hồ sơ mua góp nhận xe ngay rồi. Đây. Bên cửa hàng em ngoài cái phiên bản màu đen nhám của 150 ABS thì hiện tại bên cửa hàng em cũng có hỗ trợ độ màu theo yêu cầu nha. Đây là phiên bản 125 bên cửa hàng em độ màu xe màu đen nhám của phiên bản đặc biệt nha, màu cực kỳ hot đây. Ngoài màu đen nhám ra thì bên cửa hàng em có hỗ trợ độ màu hồng nữa và độ màu đen bóng luôn nha. Nói chung là bên cửa hàng em có hỗ trợ độ màu tất cả các màu theo yêu cầu và sở thích của anh chị, nên là mình cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo để em tư vấn cụ thể hơn cho anh chị nha. SHMode cũng là một dòng xe cháy hàng liên tục ở trong đợt này. Thì hiện tại bên cửa hàng em có sẵn hai chiếc màu xám và màu xanh của phiên bản SH2020 nha. Đặc biệt là cái phiên bản này đã bỏ mẫu 2 năm rồi, nên là những anh chị nào mà mình thích cái đời 2020 cũ thì mình tranh thủ mua sớm nhá. Tại vì trên thị trường hiện tại thì cũng không còn nhiều cửa hàng có đâu. Và hiện tại thì bên cửa hàng em có sẵn nha. Và đây là bên cửa hàng em hỗ trợ sơn lên màu 3D rồi và có hỗ trợ đổi màu cà vẹt theo cái màu sơn mà bên cửa hàng em đã sơn lên cho anh chị luôn nha. Đặc biệt là dòng này thì bên cửa hàng em đang hỗ trợ với mức giá cực kỳ tốt, giá chỉ từ 72 triệu đã bao gồm thuế phí VAT nha. Anh chị mua góp thì như trước cho em từ 15 đến 20 triệu thôi là em cũng có thể hỗ trợ anh chị lên hồ sơ mua góp nhận xe ngay rồi. AB2019 cũng là một sự lựa chọn của rất nhiều anh nam nha. Em thấy cái phiên bản này thì sẽ có nhiều anh nam yêu thích hơn, nhưng mà đặc biệt là nó vẫn phù hợp với nữ, tại vì với thiết kế nó nhỏ gọn hơn đời mới và đặc biệt là nó cũng thấp hơn một chút. Còn cái AB2019 này thì bên cửa hàng em có sẵn xe nhưng mà số lượng nó chỉ còn tầm 2 đến 3 chiếc thôi. Và hỗ trợ giá chỉ từ 41 triệu và không cần trả trước nha. Mình tranh thủ mua sớm để có thể dinh em này về nha. Còn đây là phiên bản AB2021, phiên bản đặc biệt nha. Phiên bản đặc biệt này thì hầu như ở trên thị trường không còn xe đâu. Và hiện tại thì bên cửa hàng em vẫn còn nhưng mà số lượng nó cũng không còn nhiều nên mình tranh thủ nha. Cái phiên bản đặc biệt này thì bên cửa hàng em đang hỗ trợ với mức giá là 47 triệu nha. Anh chị mua góp cái phiên bản này thì mình đi trước cho em từ 5 triệu thôi là em cũng có thể hỗ trợ anh chị lên hồ sơ nhận xe ngay rồi. Một dòng xe cũng cháy hàng liên tục trong đầu tháng 7 là dòng xe VISION. Hiện tại thì bên cửa hàng em có đầy đủ tất cả các phiên bản và có đầy đủ tất cả các màu nhá. Đối với lại phiên bản tiêu chuẩn này thì bên cửa hàng em hỗ trợ độ màu rất là nhiều ở đây. Và có hỗ trợ độ màu theo yêu cầu của anh chị đấy nha. Phiên bản tiêu chuẩn này thì cũng đang hỗ trợ với mức giá dao động là từ 42 triệu thôi. Những màu 3D này thì mình cộng thêm giúp em từ 1,5 triệu đến 2 triệu nha. Và đặc biệt là VISION đang được hỗ trợ mức trả trước cực kỳ ưu đãi luôn. Anh chị chỉ cần đưa trước em từ 2 đến 5 đến 7 triệu tùy phiên bản nha. Phiên bản tiêu chuẩn này thì anh chị đưa trước em từ 2 đến 4 triệu thôi là em có thể hỗ trợ mình lên hồ sơ mua góp nhận xe ngay rồi. Còn bên này là phiên bản cao cấp, bên cửa hàng em độ màu xanh nha. Hiện tại thì phiên bản này bên cửa hàng em đang hỗ trợ với mức giá là từ 44 triệu đối với lại phiên bản màu jean màu đỏ nha. Và màu xanh này thì mình cộng thêm em từ 1,5 triệu đến 2 triệu. Còn bên này là phiên bản đặc biệt màu xanh nhám mọi người nha. Phiên bản này thì bên cửa hàng em số lượng còn khá là nhiều và đang hỗ trợ giảm giá 1 triệu so với đợt đầu tháng nha. Giá của em này hiện tại chỉ từ 46 triệu thôi. Anh chị mua góp cũng chỉ cần đứng trước cho em từ 5 triệu thôi là em có thể hỗ trợ mình lên hồ sơ mua góp nhận xe ngay rồi. Và đặc biệt là khách hàng nào mà mình qua cửa hàng em nói là có liên hệ trước với em Lệ thì em sẽ hỗ trợ giảm giá trực tiếp 1 triệu đồng cho mình, hỗ trợ anh chị và hỗ trợ bán xe cho mình và tặng quà đầy đủ bên cửa hàng em luôn nha. Mình ở xa thì nhớ liên hệ trực tiếp qua Zalo để em có thể gửi định vị cửa hàng cho mình. Anh chị ở xa thì cũng gửi luôn giấy tờ để em kiểm tra hồ sơ trước cho mình, để mình qua chỉ việc lên hồ sơ trực tiếp và mình nhận xe thôi nha. Cảm ơn anh chị đã xem video của em.